Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với nokiasaethanh.com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay tiếp tục là cuối tuần anh chị thứ bảy, bên em tổng hợp tất cả những cái máy hiện tại còn tại shop cho anh chị ở xa, là một số anh chị mà chưa có qua tận shop để xem á, thì em trong clip này em sẽ quay tất cả máy hiện tại bên em còn luôn ha. Đó, này là tủ lớn nè anh chị, hiện tại cũng còn một số mẫu nè. Thì em quay sơ sơ trước nha, rồi hồi em sẽ quay từng cây em lấy anh chị xem. Bên đây là cái tủ kế bên, cái tủ này là cái tủ full book anh chị, máy full book. Em quay tổng thể cái đi, rồi em chút em sẽ quay từng cây clip này nó hơi dài anh chị, tại vì tổng hợp thì nhiều máy nên vậy, nó hơi hơi dài anh chị thông cảm, nên vậy em quay tổng hợp cái đi rồi cho anh chị nào xem có những cái máy nào phù hợp hay không ha. Đó, tiếp bên tủ bên kia đây. Đó, tủ bên đây thì chung thì cũng ít máy hơn bên kia. Luxury 88, 16630, 3250, 63i rồi đó anh chị. Những mẫu cơ bản hiện tại là bên em có hết. 63 thì lúc nào bên em cũng có, anh chị lại 1202 hàng của Zin. Rồi đây, hiện tại em sẽ mở cái tủ này trước đi. Cái này 73 với không nguyên hộp nên gì bữa giờ nè, hàng nó xoay xoay rất đẹp, hàng nguyên zin full book nha. Cái này nguyên hộp từ Đức về. Này là cái bao da 88 của cây nâu, anh chị nào mua cây nâu được tặng bao da đốt sạc luôn. Cây bên trong là HTC màu gold đó anh chị, HTC Tết màu gold Diamond á, bữa em cũng quay rồi. Cây này thì cây N91 nè, có clip hôm qua anh chị nào xem thì mở lại xem nha. Đấy, cái này em có lên clip hôm qua rồi. Cây này là 7270, cây này nắp gập thì chưa chốt nên em quay lại tổng thể hết luôn, tổng hợp hết luôn cho anh chị xem. Ở trong thì có cây 3200, 3200 nguyên hộp, 3200 cũng có những cái clip trước rồi đó anh chị, em cũng có quay. Này Lumia X cảm ứng luôn anh chị, cái máy giống như cái hình vậy. Mấy này Sài Gòn mưa quá anh chị. 603 nè, 603 của Zin, bên em cũng còn ba màu, màu nâu, màu đen với lại màu bạc. 6310i hàng của Zin luôn anh chị nha. Tại nhiều quá em không có báo giá từng cây được, anh chị nào quan tâm máy nào cứ liên hệ em trực tiếp cho em báo giá và gửi hình qua Zalo cho anh chị tham khảo luôn. Cái này 86 Luna nè anh chị, nắp trượt. Cây kế bên là 1202, 1202 của Zin luôn anh chị, nhìn phím nó cũ cũ theo năm tháng nè. Rồi bên dưới là Luxury Bass Bo, cái dòng này rất là nhiều anh chị ưa chuộng, giá nó hơn triệu anh chị nha, bữa giờ cũng chưa có chốt luôn. Cái này 5510, 88 ạt men e 1 ghi. Cái này 6630 nè anh chị, cái này 88, cái này 63i. 63i có một cây nguyên hộp thôi. Nguyên hộp này là tại do giá nó hơi cao chứ còn không là đã bay từ sớm rồi anh chị. Rồi nhập nó nguyên cây bên Đức về. Cái này là 89, 8910i, 8910i anh chị. Nó có màn hình màu nè anh chị ha. Chung màn hình nó không có được sáng rực rỡ được, nó này hơi tối tối anh chị. Cái này giá bình dân thôi, trên triệu anh chị, trên chị mua về trải nghiệm sưu tầm. Cây này 8910 nè anh chị, 8910 thì nó không có màu, nó chỉ trắng đen thôi. Còn 8910i thì sẽ có màn hình màu ở một cặp, một cặp chưa tới 4 triệu. Cái này N97 mini bữa giờ vẫn còn, bên em hiện tại còn màu nâu với lại màu trắng. Bên trong là hộp đó, hộp VBI. Ở đây cái hộp này hộp cái máy 21 anh chị, 21 đây, 21 nguyên hộp á. Ở này 3250,
350 xây để chơi nhạc, xây để chụp hình rồi đó anh chị. Chung là cái này cũ rồi, cũng chỉ hơn 1 triệu thôi. Anh chị có 3250 sưu tập cho đủ bộ rồi. Rồi dưới dưới thì có cây 6303i bữa giờ chưa chốt anh chị, nguyên hộp nè. Em cũng có clip trước rồi đó. Cây này 8850. 8850 này thì kèm đốc luôn. Cây này cũ rồi anh chị ơi. Cây này quá cũ rồi. Nói chung được cái zin thôi chứ nó cũ quá rồi, nó hai mấy năm rồi. Này ơ 61i kèm cái đốc này luôn. Đốc này của Anakin. Cái 63 anh chị. Cái máy này máy chơi game kèm với lại nghe nghe nhạc thì nó nghe gọi được luôn. Cái hộp của 63i nãy nè. Đây là cái bao da của cây ba Redmi Bass Pro nãy nè anh chị. Ai mua cây đó thì tặng cái này luôn. Rồi dưới dưới thì có cái này để phát đồ băng của Nokia luôn. O71. O71 hiện tại anh em còn màu trắng, màu đen với lại màu xám. Cái này 3310. 310 bản châu Âu, một sim anh chị. O72 thì hiện tại bên em còn 3 màu, màu vàng gold này. Màu này kêu bằng vàng đồng gì đó. Màu đen với lại màu trắng. O71 màu trắng. Cái này cây 21 nguyên hộp nữa anh chị. Hàng nguyên zin châu Âu luôn. Này O71. O71 này cây này nguyên zin màu đen. Em quay tổng thể bên đây lại cả nhà. Đó. Đem qua tủ bên kia. Tủ này nó hơi nhiều anh chị nha, em chỉ quay mỗi loại một cây thôi. 63 thì hiện tại anh em có màu đen nè. Hàng nguyên zin thì nói chung là nó có chạy xước rồi nè anh chị. Đi kỹ là thấy có chạy xước nè. Dạ ha. Nói chung là anh chị nào mua sớm sớm thì em lựa những cây máy còn đẹp đẹp. Còn mua sau thì còn những cây không được đẹp bằng. F2i màu đen. Nguyên zin luôn. Phím vô ti ở bên hai này, cây này màu trắng anh chị. Còn cây này mô tô nhưng mà cây đó xài CDMA không có xài sim được ở Việt Nam. Cái này 1202 nãy em nói rồi. Ở dưới dạng dưới là 63 là anh chị. À, ha, thấy đẹp không? Đốc bữa giờ em bán hết luôn rồi, đốc bán kèm theo máy bán hết rồi. Cây này cây ơ 66 nè, bữa giờ anh chị kiếm anh chị mà không có hàng, bữa nay mới về được cây. Cây này cũng hơi cũ rồi anh chị, nó có mẻ phía trên đó nè anh chị, lấy em để rẻ cho dùng dùng ôn lại kỷ niệm ngày xưa. N97 mini thì C700 nữa anh chị. Rồi cây bên kia là Samsung được mấy cây vậy thôi. Rồi dưới nè, dưới còn N70. N70 nguyên zin màu đỏ trắng rất là đẹp, cũng mấy trăm cây thôi anh chị. Đây, cây này 1208 độ vô gỗ. Đây là N97 mini màu nâu nâu đen anh chị. Một hai không hai rồi cũng C700 rồi N73 màu đen ở trong. B1 màu xám anh chị. Còn cây này là cây cũng nghe gọi thôi, với lại xem YouTube chơi thôi. Mà cây này lên Zalo, Facebook được luôn, có tải ứng dụng được luôn nha anh chị. Cây đấy cũng chỉ hơn 1 triệu thôi. C700 nha anh chị. C700 nó nhỏ gọn lắm, ngày xưa cảm ứng ngày xưa. Màu nâu. Anh chị nào thích màu nâu thì sưu tầm liên hệ em ha. Nó cũng là cây 7260. Chiếc lá nhỏ. Ở dưới cũng 613 đó chị. Cây này cây 7600. Chiếc lá mùa đông mà nó zin cũ rồi. Cây này em đánh giá ngoại hình nó không được đẹp anh chị. Hình nó hơi xấu rồi, cũ. Ở trong thì cũng còn C7 rồi N97 mini.
603 chị cũng có lê quay vài mẫu đó thôi, 603 với lại 1202 lúc nào cũng có, anh chị nào thích thì liên hệ em lúc nào cũng có hết. Với hai nữa. Để tới bên đây. Đây full book bữa giờ em cũng có giới thiệu nhiều đó anh chị. LG KT610 nè, HTC 613 nguyên hộp màu đen, cũng có clip trước rồi. 7310 Super Vuna thì cũng đã có clip trước rồi, E72 cũng có clip rồi. Mấy cây này thì cũng toàn những cây cũ cũ bữa giờ chưa chốt em quay lại thôi tổng hợp mà. Cái này mấy bao da của Luxury HTC rồi nè anh chị. 3220 rồi. Ok. Anh chị nào thấy phù hợp thì cứ lên cái kênh nha. Để cập nhật những video mới nhất từ Noka bên em nha anh chị. Rồi, rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi, thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh. Và chúc anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc với người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha. Bye bye.